Nóng đã tìm ra nguyên nhân ban đầu của tai nạn thương tâm tại Itaewon là do con người cố tình xô đẩy. Mới đây, giới chức Hàn Quốc đã công bố nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc đau lòng tại Itaewon khiến hàng trăm người thiệt mạng. Từ rất nhiều lời khai của nhân chứng và người sống sót ở hiện trường cho biết, có một nhóm người đã cố tình xô đẩy đám đông. Cụ thể, nhân chứng này cho biết một nhóm gồm 5-6 người bắt đầu đẩy và liên tục kêu đẩy đi khiến nhiều người ngã xuống. Khi họ tiến lên phía trước thì lại tiếp tục bị ngã. Tình huống cứ lặp đi lặp lại như vậy, đám đông xô vào con hẻm từ hai hướng khiến cuộc giải cứu bị trì hoãn do có thêm nhiều người dồn đến để xem vụ tai nạn. Chắc chắn có kẻ xô đẩy ngay từ đầu. Một nhân chứng khác đứng xem từ tầng 2 cho biết người đàn ông đeo tay thỏ xúi giục 4-5 người bạn của anh ta đẩy đi mày ơi, và mọi người bắt đầu xô đẩy những người đằng trước bị ngã, nhưng bọn họ không biết và liên tục hô đẩy đi, đẩy nữa vào. Chúng tôi ở trên tầng đã hét lên kêu họ dừng lại thì bọn họ bỏ chạy, tên đó phải bị bắt và bị trừng phạt. Theo đó, cơ quan điều tra cho biết họ đang phân tích các camera ở hiện trường, các video đăng tải trên mạng cũng như 52 camera tư nhân ở 42 địa điểm. Các nhân chứng đã được tiến hành điều tra và chúng tôi xác nhận tất cả các tình huống có thể xảy ra. Nếu lời khai đúng sự thật thì những người cố tình đẩy có thể phải đối mặt án hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người. Tuy nhiên, cũng khó có thể xác định một đối tượng cụ thể ở một sự kiện công cộng mang tính tự nguyện này.